Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Thân cận gặp danh viện lừa ăn, ta trở tay điểm khác một bàn, cố bạch đi xem mắt, gặp danh viện Thượng Hải lừa ăn, coi anh như rác, thậm chí đúng lý hợp tình. Anh có ý gì? Thân cận ngay cả một bữa cơm cũng không mời nổi. Đúng lúc thức tỉnh hệ thống bảo rương. Bảo rương trước mặt. Mười vạn. Tiến độ hiện tại. Thượng Hải danh viện tiêu cực cảm xúc, không, 20, cố bạch trở tay gọi một bàn khác. Anh nói tôi ăn không nổi. Nhân viên phục vụ đặt cho tôi một bàn giống hệt nhau ở bàn bên cạnh. Danh viện xem mắt tức giận nổ tung, cảm xúc tiêu cực đạt tới 20. Cố bạch đạt được đồng thao bảo rương, thưởng 10 vạn nguyên. Chỉ cần soát đầy cảm xúc, cố bạch có thể thu hoạch các loại bảo rương khen thưởng. Tiền thưởng, quà ảo, xa xỉ phẩm phiếu tiêu dùng, trúng thưởng sổ số, số tương lai thị trường chứng khoán tin tức mới tin kỹ thuật các loại hát công nghệ từ nay về sau cố bạch đi lên nhân sinh đỉnh cao chơi chuyển phát sóng trực tiếp giới tài chính giới y dược giới năng lượng giới hát khoa học kỹ thuật lĩnh vực mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước chương một danh viện trình tuyết ra mắt một bữa cơm đều thỉnh không bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Song song thế giới, ma đồ, phố đông khu, trong một nhà hàng. Xin chào. Người đẹp, là xem mắt sao? Cố Bạch đi tới bàn số 9, thở hồng học hỏi. Trên bàn số 9 đã ngồi một nữ sinh trang điểm rất tinh xảo. Nữ sinh đang chơi điện thoại di động, sau khi nghe được Cố Bạch đáp lời, nhìn Cố Bạch một cái, nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút ghét bỏ. Ừ, đúng, ngại quá, chạy tới đã xảy ra chút chuyện, làm chậm trễ thời gian. Cố Bạch xin lỗi nói, bởi vì anh đi xem mắt muộn, không sao, anh chỉ muộn 10 phút thôi. Xin lỗi. Cố Bạch không biết cô đang nói móc hay oán giận, tóm lại, chỉ có thể xin lỗi, dù sao người đến muộn là anh. Nữ sinh xem mắt chỉ khinh thường biểu môi, sau đó ngữ khí không kiên nhẫn, hơn nữa còn nói trắng ra. Gọi đồ ăn trước rồi nói chuyện. Cố Bạch được cậu gọi đi cố bạch đưa thực đơn cho cô gái xem mắt sắc mặt cô gái lúc này mới khá hơn một chút cố bạch uống nước bồi bàn rót nghe nữ sinh xem mắt rất không khách khí gọi mấy món ăn đắt tiền trong nhà hàng sau khi nữ sinh chọn xong cố bạch bắt đầu tiến vào quá trình xem mắt bắt đầu tự giới thiệu sau đó hỏi một ít vấn đề toàn bộ quá trình cô gái đều rất qua loa bận chụp ảnh thức ăn bận chụp ảnh tự sướng cho mình cô ấy không tiết lộ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Thậm chí cố bạch hỏi một ít vấn đề, còn có thể rất không kiên nhẫn hỏi ngược lại, cậu là tra hộ khẩu A. Xem mắt không phải là như thế sao? Rất nhanh cô gái tên Trình Tuyết này đã ăn xong. Chúng ta còn có việc, hôm nay tới đây trước đi. Cố bạch gật đầu. Ừ, nghe cố bạch nói, cô gái đứng dậy cầm lấy túi sách định đi. Cố bạch mở miệng nói. Cậu còn chưa trả tiền mà. Hả? Trình Tuyết phản phất nghe được một chuyện không thể tưởng tượng nổi, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Cố Bạch uống một ngụm nước, thản nhiên nói: "Những món này, tôi một miếng cũng không ăn." Nghe được lời này của Cố Bạch, Trình Tuyết trực tiếp bị điểm bạo. "Anh có ý gì? Thân cận ngay cả một bữa cơm cũng không muốn mời." Thanh âm của nàng đột nhiên cất cao, phụ cận không ít người nhìn qua. Trình độ tiêu phí của nhà hàng này rất tốt, Người bình thường mặc dù đến cải thiện thức ăn cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn. Lời này của Trình Tuyết tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt người. Cậu sẽ không thực sự nghèo như vậy chứ? Trình Tuyết thấy người khác nhìn qua, hỏi lại Cố Bạch. Cố Bạch thản nhiên nhìn cô biểu diễn. Kỳ thật từ lần đầu tiên nhìn thấy Trình Tuyết, Cố Bạch đã biết lần này xem mắt không được. Đây là tổng kết kinh nghiệm của Cố Bạch. Cố Bạch từng hôn 10 lần. Đương nhiên đều là mẹ thúc giục. Lúc đi học không cho yêu sớm, tốt nghiệp đại học liền thúc giục kết hôn. Cố Bạch cũng im lặng. Đầu tiên xem mắt, phụ nữ chất lượng cao, khả năng Cố Bạch gặp được rất nhỏ, bởi vì điều kiện không đạt được. Phụ nữ chất lượng cao sẽ chỉ tìm kiếm lên, không tương thích xuống, trình độ học vấn của Cố Bạch, chính là 211 khoa chính quy bình thường, gia đình chính là gia đình hai công nhân viên chức bình thường. Cha mẹ có tiền hưu trí, nhưng gia đình cũng không giúp được mua nhà nhất là ở thành phố ma đô xem mắt nhất định phải có xe có nhà nhà phải ở tam hoàng xe thế nào cũng phải bbs bởi vậy cố bạch thường xuyên xứng đôi với cô gái có điều kiện giống anh gia đình nói chung trình độ học vấn nói chung và công việc nói chung trong đó có một loại dáng dấp xinh đẹp hoặc là nói ăn mặc rất tinh xảo túi xách trang sức quần áo thoạt nhìn phải hai ba vạn Loại nữ sinh này chính là tìm con rễ rùa vàng. Trình Tuyết trước mắt chính là loại này. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Bạch chính là đánh giá toàn thân. Nhìn thấy Cố Bạch một thân nhãn hiệu bình thường, ống quần bên phải còn rách một chút. Xem mắt con muôn. Thất tự nhiên mà Trình Tuyết vẫn là một loại rất kỳ lạ trong đó, chính là lấy danh nghĩa xem mắt để lừa ăn lừa uống. Cố Bạch ngay từ đầu đã biết, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Trình Tuyết. Trước mắt cố bạch liền hiện ra một thứ giống như bản trò chơi. Tên Trình tuyết, thuộc tính Bạch, bảo rương trước mắt Mười vạn đồng Tiến độ hiện tại Cảm xúc tiêu cực, không, hai mươi, bảo rương nói rõ. Trình tuyết là Thượng Hải Hợp đoàn Danh viện, dựa vào hợp đoàn đánh thẻ một ít xa hoa khách sạn, trà chiều, xe sang trọng, chụp ảnh, từ một ít phú nhị đại ở giữa thu hoạch tài phú đem được đến đắt tiền trang sức bán lấy tiền mặt. Gần đây cô mua một chiếc BMW cộng thêm ghép đoàn, tiền tiết kiệm trên người tiêu không nhiều lắm, đồng thời xem mắt đến câu kẻ ngốc, thuận tiện quẹt thẻ một số khách sạn xa hoa. Dẫn đến cảm xúc tiêu cực của cô ấy sẽ nhận được phần thưởng 100.000 tệ. Trở lại trước khi hẹn hò. Trên đường đi xem mắt, Cố Bạch nhìn thấy một cô bé không yên lòng chạy ra đường cái, có một chiếc xe sắp đụng vào cố bạch liền cứu cô bé xuống chân liền bị trầy một chút bởi vì cứu người chậm trễ thời gian cùng với sau khi cứu người đột nhiên xuất hiện bản điều khiển kỳ quái cố bạch tò mò nghịch ngợm một hồi bởi vậy mới đến muộn khi cố bạch nhìn thấy trình tuyết trước mắt liền truyền đến trình tuyết không kiên nhẫn ba trình tuyết khinh bỉ hai cố bạch ngay từ đầu cũng không muốn dẫn phát cảm xúc tiêu cực của trình tuyết cũng không nghĩ tới không trả tiền bởi vì dù sao mình đến muộn trình tuyết đối với mình ấn tượng không tốt là rất bình thường cố bạch cũng không thể không có lý do liền phá hư tâm tình của một người nhưng sau đó trình tuyết xác thực có chút không tôn trọng người khác gọi món đắt tiền không có gì mấu chốt là cô coi cố bạch như rác còn không vui cung cấp cho cố bạch một chút phục vụ cảm xúc nói lời hay khen ngợi gì đó thậm chí liền bình thường đáp lại cố bạch cũng được Trình Tuyết không chỉ không có, đối với Cố Bạch yêu không để ý tới, đồng thời còn đem Cố Bạch trở thành không khí, tự mình chụp ảnh. Quay xong ăn cơm, cũng không để ý đến Cố Bạch. Sau khi xem mắt, Cố Bạch biết cô tên là Trình Tuyết, tuổi 25. Thậm chí cô còn ở trước mặt Cố Bạch cùng bạn tốt trên uy chát chăm chọc Cố Bạch. Đương nhiên, Cố Bạch là không cẩn thận nhìn thấy. Đây là thuần túy coi Cố Bạch là ngu ngốc. Nếu người bất nhân, ta đây bất nghĩa cố bạch không động một miếng thức ăn chỉ uống nước lọc trình tuyết phẫn nộ quyền năm trình tuyết khinh bỉ ba tiến độ hiện tại cảm xúc tiêu cực mười ba hai mươi cố bạch nhìn tiến độ trước mắt nhìn trình tuyết trước mắt giống như nhìn thấy mười vạn đang vẫy tay với mình tôi cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến nghèo hay không là vấn đề tôi có vui hay không cố bạch nói tục ngữ nói ngàn vàng khó mua ta vui vẻ ngươi chính là lừa ăn lừa uống ít nhất cũng phải làm cho cố bạch vui vẻ một chút sau đó cam tâm trả tiền đi không có tiền thì không có tiền giả bộ cái gì còn bảo tôi gọi món không trả nổi thì nói sớm sớm nên biết xem mắt cũng không có nghi thức còn mặc quần rách loại đàn ông nghèo kiết xác như anh cả đời này không có tiền đồ đáng đời không được ăn bốn món xin đừng giả bộ sói đuôi to Trình Tuyết càng nói càng tức giận. Cô xem mắt ăn cơm cũng không tự mình trả tiền, đều là những người đàn ông khác tranh nhau trả tiền. Không nghĩ tới lại gặp được một cái kỳ quái như vậy, bạch trường đẹp như vậy. Nhà trai xem mắt trả tiền không phải rất bình thường sao? Chút tiền ấy cũng không trả nổi, còn đến xem mắt. Ai có thể coi trọng a? À? Kết hôn với anh không phải là thảm họa sao? Trình Tuyết phẫn nộ ba. Trình Tuyết phẫn nộ ba. Trình Tuyết phẫn nộ hai. Đúng lúc này, trước mắt Cố Bạch đột nhiên bắn ra vài gợi ý khiến tâm tình người ta sung sướng. Trình Tuyết cảm xúc tiêu cực đã đạt tới 20, độ hoàn thành 100%, dư thừa không tính. Chúc mừng người chơi đạt được phần thưởng 100.000 tệ, phần thưởng tiền tài đã thông qua mạng chuyển tới tài khoản ngân hàng cá nhân của người chơi, mời người chơi tự mình kiểm tra nhận, hoàn toàn không có rủi ro, xin yên tâm sử dụng. P.S sách mới truyền lên, cầu hoa khôi trường, cầu phiếu đánh giá, cầu tất cả số liệu ủng hộ. Chương 2 Dứt bỏ sự thật không nói, ta trở tay khác điểm một. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tên Trình Tuyết thuộc tính Bạch, Bảo Rương trước mắt Giang Thi đang đốn tung hoành tứ hải 5.500 v đồng hồ nam Tiến độ hiện tại Cảm xúc tiêu cực, không, 30, Bảo Rương nói rõ bởi vì hành vi vừa rồi của người chơi trình tuyết hiện tại đối với hành vi kỳ quái của ngươi phẫn nộ không thôi bảo rương lần thứ hai đổi mới người chơi có thể thu hoạch lần nữa nhìn thấy gợi ý này cố bạch hai mắt tỏa sáng nhìn không được hiện ra vẻ mặt hưng phấn lại cổ quái cố bạch thật không nghĩ tới trình tuyết lại là một bảo tàng mùi tử đương nhiên là một loại bảo tàng mùi tử theo một ý nghĩa khác ai nói ta ăn không nổi em chỉ cảm thấy anh không có ý muốn mời em nhân viên phục vụ mở một bàn khác cho tôi mang cho tôi một phần giống hệt bà trình này nữ phục vụ bên cạnh thấy cố bạch và trình tuyết đột nhiên cãi nhau kỳ thật có ý tới khuyên nhủ dù sao cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm ăn uống của khách hàng khác hả còn chưa mở miệng kết quả đã nghe được lời này của cố bạch khiến cô phục vụ sửng sốt một chút nhìn vẻ mặt của nữ phục vụ cố bạch mặt mang theo thỉnh cầu nói phiền anh mở lại một bàn cho tôi nữ phục vụ có chút không biết làm sao nhìn trình tuyết một chút cố bạch còn nói thêm đi mở đi bàn kia tôi trả tiền trình tuyết giờ phút này cảm giác mình bị vũ nhục ánh mắt chung quanh tất cả đều nhìn về phía mình những ánh mắt kia giống như kim châm sắc mặt của cô lúc xanh lúc đỏ cái này làm cho ta giống như chính là chuyên môn đến ăn chực uống vậy mặc dù là tôi, nhưng anh không thể nói vậy. Bỏ qua sự thật không nói, ngươi không có một chút sai sao. Trình tuyết phẫn nộ 5 năm. Trình tuyết ghi hận, 8. Bị không ít người nhìn, cố bạch không có gì. Bởi vì cố bạch biết, mất mặt cũng không phải là mình. Ngươi người này có bệnh sao? Cố ý đến ghê tẩm người. Tôi xem mắt nhiều lần như vậy, chưa từng thấy qua loại người như anh một chút phong độ lịch sự cũng không có. Đi xem mắt muộn coi như xong, ăn cơm để nữ sinh trả tiền, thật sự là cười chết người. Còn đặc biệt mở một bàn mới để thể hiện, phổ tính nam, thật sự là cúi đầu. Trình Tuyết nhìn không được đem sai lầm đẩy lên trên người Cố Bạch, đồng thời bắt đầu trào phúng Cố Bạch, thậm chí tăng lên công kích nhân thân. Tất cả là bởi vì, đã đến nước này, cô vẫn không muốn trả tiền. Không phải ngay cả bữa cơm này cô Trình cũng ăn không nổi chứ. Cố Bạch không cho là đúng, bởi vì Trình Tuyết nóng nảy, thẳng nhiên nói. Ngươi! Trình Tuyết bị lời này của Cố Bạch làm cho ngực Phật phòng kịch liệt, nhìn không được hung hăng trừng Cố Bạch một cái. Ai ăn không nổi? Quét thẻ! Ta Trình Tuyết thật sự là ngã tám đời xui xẻo, mới gặp được ngươi như vậy kỳ hoa quỷ nghèo. Thật là xui xẻo! Mắng xong! Trình tuyết xoay người rời đi. giày cao gót dẫm đến lọc bột lọc bột. Trình tuyết phẫn nộ ươi mươi. Trình tuyết khinh bỉ yên năm. Trình tuyết chỉ có thể không tình không nguyện đi trả tiền, bởi vì người khác đều nhìn. Tiến độ hiện tại. Cảm xúc tiêu cực, 28, 30, cố bạch nhìn bảng trên đỉnh đầu trình tuyết, vốn còn có chút đáng tiếc, không có đem bảo rương thứ hai quét ra. Kết quả. Tuyết trả tiền. Trình tuyết khó chịu về một. Trình tuyết khó chịu về một. Trình tuyết khó chịu về một. Cảm xúc tiêu cực của trình tuyết đã đạt tới 30, chúc mừng người chơi đạt được phần thưởng. Giang thi đang đốn tung hoành tứ hải 5.500 V 5 V5 đồng hồ đã lấy được, mời đến kho hàng kiểm tra thu nhận. Cố bạch vội vàng lấy điện thoại ra, vừa rồi 10 vạn nguyên thưởng, cố bạch còn không có thời gian đi xem cùng xác nhận đâu. Cố bạch mở điện thoại ra, Phía trên màn hình có tin nhắn chuyển khoản ngân hàng. Khách hàng tôn kính, tài khoản của anh 9.975 vào ngày 16 tháng 9, 19 giờ 31 phút 16 giây đến tài khoản 100.000 tệ, số dư hiện tại là 157.736,7 tệ. Cố bạch sau khi nhìn thấy, nhìn không được mừng rỡ như điên. Đậu má, thật sự đến sổ sách rồi, đây tính là hát của tôi sao? Người tốt có báo đáp tốt. Thật đúng là đến 10 vạn, con người đen kịch của Cố Bạch lấp lánh tỏa sáng. 10 vạn đồng này cũng kiếm được quá nhẹ nhàng. Mình chỉ cần kích nổ cảm xúc của Trình Tuyết. Cho nên ta bình thường hai mươi mấy năm, hiện giờ thật sự muốn thời vận chuyển, muốn phát. Giờ phút này Cố Bạch giống như nhìn thấy thế giới mở rộng một cánh cửa mới với anh. Trong nháy mắt này, hắn nhìn thấy trước kia khả vọng không thể với tới ánh rạng đông cùng tương lai. Cố Bạch sau đó lại mở kho hàng ra. Vacheron Constantin tung hoành tứ hải 5.500 V nam đồng hồ một con. Đây là một cái mới tinh màu xanh mặt đồng hồ nam Vacheron Constantin, đã tự động vì người chơi mua hơn nữa hoàn thành tất cả thủ tục hợp pháp. Cần người chơi tự mình đến Vacheron Constantin lấy ra, cửa hàng địa chỉ là Mado phố đông khu Giá chính thức của chiếc đồng hồ này là 250.000, còn là mẫu phổ biến nhất của Vacheron Constantin. Giang Thi đang đốn áp dụng chế độ tích lũy, mặc dù tích lũy đủ mua tung hoành tứ hải hệ liệt, cũng cần xếp hàng chờ đợi. Hiện tại mình trực tiếp có thể tới tay, đổi giá, kỳ thật ở chợ đồ cũ, hoàn toàn mới có thể đạt tới 30 vạn. Cố Bạch đang trong lòng cao hứng, nữ phục vụ vừa rồi trở về thấy Cố Bạch trầm mặt không nói, nhìn không được lên tiếng. Tiên sinh, tôi cảm thấy ngài hẳn là cao hứng. Nữ sinh này ngày hôm qua cũng ở đây cùng một nam sinh ăn cơm, đồng dạng gọi một đống lớn đồ chụp ảnh nghe vậy cố bạch nhìn thoáng qua nữ phục vụ cũng hiểu ý của cô chính là gợi ý mịt mờ trình tuyết chính là loại danh viện xem mắt chụp ảnh đăng lên nhóm bạn bè hơn nữa cố bạch còn không xuất hiện trong ảnh chỉ có trình tuyết một mình hóa trang xinh đẹp ở nhà hàng cao lớn hưởng thụ một bữa tối tao nhã đến cực điểm cố bạch mỉm cười nói với cô cảm ơn Cô gái này hiển nhiên là sợ cố bạch bị trình tuyết ảnh hưởng, đến an ủi cố bạch. Nhưng cố bạch cũng không có, dù sao xem mắt ai mà không gặp được mấy người kỳ lạ chứ. Cố bạch đã quen rồi. Đồng thời cố bạch hiện tại tâm tình rất tốt, thậm chí cố bạch cũng có chút cảm ơn trình tuyết. Dù sao nàng chính là ước chừng cho cố bạch cung cấp 40 vạn bảo tàng nữ hài. Cố bạch hy vọng hệ thống có thể thưởng cho hắn mấy cái trình tuyết nữ phục vụ nhìn thấy nụ cười mê người trên mặt cố bạch, cũng nhìn không được đỏ mặt, thẹn thùng. Phương Tiểu Vũ vui vẻ với ba. Phương Tiểu Vũ thẹn thùng với hai. Tiên sinh, cô gái kia đi rồi, hóa đơn này của anh tôi còn chưa báo lên, cho nên anh có thể trả lại. Nữ phục vụ Phương Tiểu Ngư thân thiết nói với cố bạch. Cảm ơn, cô phục vụ thật tốt, đúng là tiểu tỷ tỷ nhân Mỹ tâm thiện. Bất quá không cần, cứ lên như vậy đi, ta cũng muốn khao mình. Nghe cố bạch khen ngợi, Phương Tiểu Ngư cúi đầu thẹn thùng không thôi. Phương Tiểu Ngư vui vẻ với ba. Phương Tiểu Ngư động tâm với ba. Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng ba. Cảm xúc tích cực của Phương Tiểu Ngư đã đạt tới 10, chúc mừng người chơi đạt được thuốc cải thiện da. Cố Bạch khen là thật lòng, bởi vì vừa rồi đã nhìn thấy trên Phương Tiểu Ngư có đánh học bảo vật bằng đồng thau. Trong lòng Cố Bạch cũng có ấn tượng không tệ với cửa hàng này, tố chất của nhân viên phục vụ rất cao. Đương nhiên, Phương Tiểu Ngư đối với Cố Bạch thiện ý cao như vậy, cũng là bởi vì Cố Bạch lớn lên có chút đẹp trai. Nhan sắc là công lý. Bất quá nhan sắc ở thị trường xem mắt cũng không tính là đại sát khí gì. Bởi vì đại tỷ tỷ ưu tú tương đối thành thục, nhan sắc chỉ là phụ thuộc, chủ yếu xem địa vị xã hội của nam nhân, tiềm lực cùng tài lực của nam nhân, tương đối mộ cương. Mà ở trong mắt trình tuyết, Nhàn sắc lại càng không tính là gì, không thể làm cơm ăn. Tiền là công lý duy nhất. TS. Sách mới truyền lên, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy số liệu ủng hộ. Chương 3. Bảo Trương hệ thống, mẹ, ngươi không lo con dâu. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Ngươi là người chơi duy nhất. Trong tầm mắt ngươi sẽ có xác suất nhất định xuất hiện Bảo Trương, nó chỉ xuất hiện trên người nhân loại không phải tất cả mọi người đều xuất hiện rương báu, chỉ một số ít người nhất định mới có nó. Bảo rương chia làm đồng thau, bạch nhãn, hoàng kim, bạch kim, kim cương, quý hiếm, truyền đời, tổng cộng 7 cấp bậc. Người chơi có thể thông qua hướng dẫn bảo rương để hoàn thành mở khóa bảo rương, từ đó nhận được phần thưởng tương ứng. Người chơi đạt được tất cả phần thưởng, tỉ như tiền tài, tài vật, đặc thù vân vân, đều thông qua quy tắc hợp lý tính vào danh nghĩa người chơi có thể sử dụng hoặc giao dịch bình thường sẽ không làm hỏng hệ thống tài chính hiện có cũng sẽ không tiến vào tầm nhìn giám sát theo sự kiện tiến triển trên người nhân loại mang bảo rương có xác suất có thể đổi mới bảo rương khen thưởng hoặc là xuất hiện bảo rương thăng cấp cái này có tính đặc thù cùng tính không xác định cố bạch một bên hưởng thụ mỹ thực một bên xem xét vừa rồi còn chưa kịp xem một ít gợi ý tin tức thì ra bảo rương có thể thăng cấp hoặc là xuất hiện nhiều lần trên người một người cái này giải thích vừa rồi cảm xúc tiêu cực của Trình Tuyết bị mình kích nổ, lại xuất hiện một nguyên nhân mà Phương Tiểu Vũ không có. Với sự không chắc chắn, bảo rương chỉ xuất hiện ở nhân loại đặc biệt, tiêu chuẩn phán định này còn rất mơ hồ. Cố Bạch nhìn trong phòng ăn, ngoại trừ vừa rồi nữ phục vụ Phương Tiểu Vũ ra, cũng chỉ có một bảo rương. Là một cái rương bạc trắng, ở trên người một nam nhân trung niên. Không ai khác. Cố Bạch không biết anh muốn đi đánh cũng rất khó vẫn là một người đánh cảm xúc tích cực bản thân chính là người xa lạ không cùng xuất hiện cố bạch tùy tiện đi qua đều sẽ khiến cho cảnh giác chớ nói chi là còn phải nghĩ biện pháp dẫn phát hắn chính diện cảm xúc phản hồi có được tiền bạc và tài sản đều thông qua quy tắc hợp lý tiếng vào danh nghĩa của tôi cái này cũng không tệ lắm vậy cố bạch cũng không cần lo lắng vấn đề lai lịch không rõ ngay vừa rồi Cố Bạch đã hiểu được sự cường đại của mình. Bởi vì vừa rồi tiền đã vào tài khoản. Đồng thời nhân viên công tác của Vacheron Constantin đã gọi điện thoại cho Cố Bạch, nói bất cứ lúc nào cũng có thể tới lấy đồng hồ của hắn. Cố Bạch ăn xong trả tiền, hơn 3.200. Giờ phút này đều cảm thấy cũng không đắt. Cố Bạch hiểu được, đây chính là hệ thống cho mình sức mạnh. Sau khi cơm nước xong, Cố Bạch ngồi trước xe taxi đi lấy đồng hồ cố bạch nhìn cảnh đêm phồn hoa của ma đô đèn nê ông rực rỡ thật đẹp mắt không tự chủ được cố bạch cảm thấy chung quanh hết thảy đều thuận mắt rất nhiều thế giới thật tốt đẹp điện thoại của cố bạch vang lên cầm lên xem là mẹ này tiểu tử thúi nghe nói anh đi xem mắt con gái người ta không trả tiền để con gái trả tiền cơm cố bạch vừa nghe sửng sốt một chút không ngờ mẹ mình lại biết ngẫm lại hẳn là trình tuyết cáo trạng với người tiến cử người tiến cử lại cáo trạng với mẹ mình mẹ mẹ nghe con giải thích cô gái này cố bạch liền vội vàng giải thích với mẹ mình một chút thì ra là như vậy còn có loại con gái này khó trách vừa gặp mặt đã đến nhà hàng đắt tiền như vậy không được tôi mới nghe được cô gái này hình như không có công tác ở ma đô cũng không nộp bảo hiểm xã hội lúc này cố bạch mới kịp phản ứng mẹ mình cũng không có ý hương sư vấn tội. Thì ra cô cũng rất sợ cố bạch và cô gái này thành. Bất quá cố bạch cũng không nghĩ tới mẹ mình cư nhiên hiểu thao tác tra bảo hiểm xã hội này. Thật đúng là theo thời gian đều tiến, vì mình mà tan nát cõi lòng a. À. Bất quá, người này cùng nữ hài tử xem mắt không trả tiền, còn không biết bị người khác như thế nào truyền. Sau khi nghe ngóng, xem mắt lại để cho nhà gái trả tiền. Mẹ cố bạch cũng không nhìn được buồn rầu nói. Cố Bạch khóe miệng nhìn không được co rút, chính mình mới 24 tuổi, tốt nghiệp 2 năm. Mẹ mình cũng quá vội vã để cho mình thành thân đi. Hơn nữa con trai và con gái lại không giống nhau. Đàn ông hầu như không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, thậm chí có người nói đàn ông càng già càng đáng giá. Mẹ, quên đi, con tự tìm đi, mẹ đừng phí tâm. Cố Bạch nói, anh thật sự không muốn xem mắt nữa, tâm mệt mỏi. Anh tìm điều kiện của anh tìm thế nào chỉ có bạn gái đại học tốt nghiệp liền chia tay ta cũng không tiện nói ngươi mẹ cố bạch nhịn không được phun tào cố bạch vậy cũng không thể trách hắn a à, chỉ có thể nói bại bởi hiện thực tốt nghiệp thì chia tay đại học là chuyện thường thấy mẹ mẹ đừng bận tâm mẹ nhất định có con dâu tôi nói với ngài như vậy đời này cái khác không dám cam đoan nhưng mà con dâu ngươi tuyệt đối không thiếu ngươi cứ nói ngươi thích chân dài vẫn là dễ sinh dưỡng ôn nhu vẫn là mạnh mẽ cố bạch vỗ ngực cam đoan nói bây giờ có hệ thống cố bạch rất có sức mạnh chỉ cần hắn muốn về sau khẳng định không thiếu bạn gái đi nói cứ như tất cả các cô gái đều tùy anh chọn vậy mẹ tức giận nói cố bạch cười nói chuyện này thật không thể nói được mẹ cố bạch nhìn không được hỏi. Con uống rượu phải không? Cùng mẹ mình hàng huyên một hồi, cũng là từ bỏ ý định sắp xếp xem mắt cho cố bạch. 30 phút sau, cố bạch đi tới một cửa hàng kỳ hạm ở Vacheron Constantin. Mới vừa đi tới cửa thủy tinh trong suốt, một gã tiếp khách mặc đồng phục liền mỉm cười kéo cửa ra. Khách quý tôn kính, hoan nghênh cửa hàng kỳ hạm Quang Lâm Giang Thi đang đốn. Bên trong cửa hàng trang hoàng xa hoa, đồng thời thập phần lịch sự tao nhã, còn có mùi thơm ngát nhàn nhạt. Trong tiệm rất yên tĩnh. Trước cửa tiệm còn có một tấm biển quảng cáo khổng lồ, lời quảng cáo tiếng Trung tiếng Anh của Vacheron Constantin hiện lên trên đó. Bạn có thể có thời gian một cách dễ dàng, nhưng bạn không thể có Vacheron Constantin một cách dễ dàng. Cố Bạch nhìn không khỏi cảm khái, những từ quảng cáo cao cấp này thật sự càng ngày càng có phong cách ví dụ như lời quảng cáo của Bách Đạt Phỉ Lệ tốt hơn Giang Thi đang đốn. Không ai thực sự có thể sở hữu một chiếc Tết Tết Philip, nó chỉ dành cho thế hệ tiếp theo. Tại sao Cố Bạch lại hiểu nhiều như vậy, đúng như một số người có tiền nói. Thật hâm mộ những người nghèo như các ngươi, mua không nổi, hiểu biết còn rất nhiều. Chính là bởi vì mua không nổi, cho nên mới chỉ có thể thông qua phương thức khác để hiểu rõ. Tôi họ cố, vừa mới hẹn trước đến lấy đồng hồ. Cố Bạch đi thẳng vào vấn đề tiếp khách. Nghe được Cố Bạch tự báo hẹn trước, trên mặt tiếp khách mang theo nụ cười ấm áp lễ phép đáp lại. "Cố tiên sinh, mời cái này." Cố Bạch được hướng dẫn chỗ nghỉ ngơi, đưa lên nước trà cùng điểm tâm, sau đó không đến 2 phút, một cái xinh đẹp hơn nhân viên hướng dẫn đã tới. "Hỏi Cố Bạch có phải lập tức muốn xem đồng hồ hay không?" Cố Bạch gật đầu. PS. Sách mới truyền lên, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy số liệu ủng hộ. Chương 4 Nguyên nhan trị này, thất tình không phải bình thường sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bộ sưu tập tung hoành tứ hải không hổ là mẫu hot nhất của Giang Thi đang đốn, để xanh 550V càng đặc biệt tinh xảo đẹp mắt. Bề ngoài không có khuyết điểm. Bố cục mặt đồng hồ ba mắt kinh điển, gương đồng hồ của người chế tác ngọc bích sạch sẽ trong suốt mặt đồng hồ được kéo sợi bằng mặt cắt hoa văn mặt trời mọc. Mài cát và đánh bóng đều đắn đo vừa đúng, chỉnh thể có vẻ hài hòa tuyệt vời. Liếc mắt một cái chính là hiển thị rõ tôn quý. Nhân viên bán hàng vừa tự mình đeo đồng hồ cho cố bạch, điều chỉnh dây đồng hồ, vừa khen cố bạch. Ánh mắt của cố tiên sinh khiến tôi khâm phục, 5.500V là mẫu đồng hồ nam được những người thành công nhất trong bộ sưu tập tung hoành tứ hải hoan nghênh. Rất hợp với khí chất của anh, xa hoa mà không tầm thường hơn nữa thiết kế của chiếc đồng hồ này đều rất mới mẻ tương phản với hơi thở tuổi trẻ của anh hỗ trợ lẫn nhau không thể không nói loại phục vụ hàng hiệu này chính là tốt bàn tay nhỏ bé của nữ nhân viên bán hàng lạnh như băng còn rất thân thiết điều chỉnh cho cố bạch hơn nữa toàn bộ quá trình phục vụ đều kiều dung mang cười ngữ khí ôn hòa làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ thoải mái từ đầu tới cuối khi cô nói chuyện đều không rời khỏi mắt Cố Bạch. Lúc đeo cho Cố Bạch, càng không ngừng khen ngợi thưởng thức của Cố Bạch. Bất kể là thật lòng hay là xuất phát từ thuật nói, Cố Bạch toàn tâm đều cảm thấy rất là sung sướng. Ở đây, thật sự cảm nhận được khách hàng chính là thượng đế. Cố tiên sinh, kích thước cổ tay của ngài rất thích hợp, cho nên không cần cố ý điều chỉnh độ lỏng của dây đồng hồ. Chiếc 5500V này có 3 dây đeo đủ cho mọi tình huống. Cố Bạch lựa chọn dây thép bởi vì là mùa hè, tương đối thoải mái hít thở không khí một chút. Sau khi Cố Bạch mang theo, cũng đột nhiên có loại cảm giác khí chất của mình trở nên tốt hơn. Không biết có phải là ảo giác hay không. Cố Bạch đeo xong, nhân viên bán hàng thân thiết cầm cho Cố Bạch một cái gương để Cố Bạch thưởng thức. Cố Bạch cảm thấy vô cùng thích hợp. Độ dày và trọng lượng của đồng hồ chỉ vừa phải, tổng trọng lượng 173g nặng hơn khoảng 15 g so với đồng hồ thép thông thường. Bởi vậy xúc cảm rơi tương đối rõ ràng, cố bạch thích. Hoan nghênh cố tiên sinh lần sau quan lâm. Cố bạch lấy đồng hồ đeo tay, sau khi đi ra ngoài, cảm giác tinh thần sảng khoái. Chiếc đồng hồ Vacheron Constantin 5500 v này, cố bạch cũng không có ý định qua tay bán đi. Dù sao đàn ông trưởng thành đều phải có một chiếc đồng hồ. Trước kia cố bạch không dám nghĩ, hiện tại có. Cố Bạch cảm thấy rất tốt, cũng rất thích. Hơn nữa có cái này hệ thống, Cố Bạch về sau khẳng định không thiếu tiền. Nghĩ đến đây, Cố Bạch đi tới phụ cận một cái trung tâm thương mại, lưu lượng người nhiều nhất địa phương. Cố Bạch ngước mắt nhìn lại, ánh mắt từ gần tới xa, nhìn về phía đám người. Trước mắt 99% người đều không có bảo rương nhắc nhở. Bất quá trung tâm thương mại, lưu lượng người lớn, lùi tới lùi tới cố bạch sau đó liền thấy được không ít bảo rương nhắc nhở trong bóng đêm rõ ràng lại nổi bật tính danh lưu dụng thuộc tính đồng thao bảo rương trước mắt một trăm tệ tính danh sở kiều kiều thuộc tính bạch ngân bảo rương trước mắt phiếu tiêu dùng xa xỉ phẩm mười vạn tệ tính danh hàn nhất phi thuộc tính. Đồng thau. Bảo rương trước mắt. Búp bê giá trị 5.999 tệ. Tính danh. Tống nhã. Thuộc tính. Vàng. Bảo rương hiện tại. Quỹ phẫu thuật thẩm mỹ 1 triệu. Các loại trang phục nam nữ tại cố bạch trước mặt đi qua, như thế khổng lồ nhân số, cố bạch chỉ thấy được bốn cái bảo rương. Có thể thấy được mức độ khan hiếm của bảo rương mà trong nhiều bảo rương như vậy, đồng thau là thường thấy. Cao nhất chỉ có vàng. Có thể thấy được mức độ khan hiếm của bảo rương đẳng cấp cao. Không phải tất cả mọi thứ trong hộp đều tốt. Ví dụ như, một cái tên là lưu dụng nhân loại đỉnh đầu đồng thau bảo rương liền giá trị 100 khối. Bảo rương đẳng cấp càng cao, đồ vật bên trong càng tốt. Ví dụ như trong một cái rương vàng vừa nhìn thấy, có quỹ phẫu thuật thẩm mỹ trị giá 1 triệu chính là không biết có thể cho người khác dùng hay không cố bạch khẳng định không dùng được nhàn sắc của anh đủ dùng đương nhiên cũng không phải bảo rương đẳng cấp thấp sẽ không có thứ tốt học bảo vật bằng đồng thau tốt cũng có ví dụ như thuốc cải thiện da do phương tiểu ngư nhà hàng cung cấp cố bạch cảm thấy có thể là vấn đề xác suất sau này có thể nghiệm chứng một chút cố bạch cũng chỉ nhìn một chút cũng không có đi mở bảo rương bởi vì rất nhiều người đều cách cố bạch rất xa hơn nữa một người xa lạ tùy tiện đáp lời tính cảnh giác tương đối cao mấu chốt vẫn là không để cho cố bạch lướt qua cảm xúc tiêu cực tất cả đều là cảm xúc tích cực điều này hơi khó khăn cảm xúc tiêu cực cố bạch làm người xa lạ đáp lời tỷ lệ thành công tương đối cao dù sao dễ dàng khiến cho cảnh giác làm cho trong lòng người ta thầm mắng người này có tật xấu hoặc là sợ hãi chờ cảm xúc lúc này điện thoại di động của cố bạch vang lên là bạn cùng phòng đại học của cố bạch triệu mạnh phi này lão cố đâu rồi tôi thất tình chỗ cũ ra đây uống rượu với tôi triệu mạnh phi ở bên kia hét lớn vào di động nói xong anh liền cúp điện thoại không cho cố bạch cơ hội từ chối khóe miệng cố bạch giật giật lại thất tình sao có thể mất nhiều tình như vậy cố bạch vốn định ngồi sổng bên này một chút xem có thể mở rương hay không không còn cách nào khác Cố Bạch đành phải bắt taxi đi tới một quán thịt nướng. Triệu Mạnh Phi là người địa phương Ma Đô, một tiểu phú nhị đại, đại học Cố Bạch chơi với hắn tốt nhất. Triệu Mạnh Phi thuộc về phú nhị đại tương đối gần gũi, không khoe của. Sau khi tốt nghiệp, Cố Bạch đi tới Ma Đô công tác, Triệu Mạnh Phi liền thường thường tìm hắn ăn cơm uống rượu. Phần lớn lấy cớ đều là anh lại thất tình. Lần này không biết lại theo đuổi nữ phát thanh viên nào trung bình một tháng anh theo đuổi hai người đều là quẹt quà hẹn nữ phát thanh viên đi ra nhưng cũng không biết hắn nghĩ cái gì sau khi hẹn ra sẽ không quẹt tiền còn có thể sắm vai vay tiền hoặc là phá sản sau đó tự nhiên sẽ không có sau đó nữ phát thanh viên nào vượt qua thử thách này theo cách nói của anh anh muốn theo đuổi tình yêu chân thành tha thiết nhất cố bạch rất nhanh đi tới quán thịt nướng triệu mạnh phi đã mở bia chờ ở đó cố bạch ngồi xuống Triệu Mạnh Phi mặc áo sơ mi kẻ caro vẻ mặt thương tâm thống khổ nói: "Lão Cố, em lại thất tình rồi." Cố Bạch ngồi xuống nói: "Vẻ đẹp này của em, thất tình không phải rất bình thường sao?" "Triệu Mạnh Phi." Triệu Mạnh Phi muốn ông lấy tay Cố Bạch, dừng lại giữa không trung. Triệu Mạnh Phi đâm tim năm. Triệu Mạnh Phi thống khổ viên năm. Cố Bạch vừa cười vừa nói: "Nói giỡn, nói giỡn." nhìn thấy triệu mạnh phi 10 điểm cảm xúc đáng giá nhập sổ, cố bạch rất vui vẻ. Vừa đến, cố bạch đã nhìn thấy trên người triệu mạnh phi có một cái rương bạc trắng, cố bạch liền trực tiếp bắt đầu soát. Tính danh Triệu mạnh phi Thuộc tính Bạch ngân Tiến độ hiện tại Giá trị cảm xúc ngày 20 tháng 10 bảo rương 50 lễ hội Bảo Rương nói rõ triệu mạnh phi vừa mới hẹn nữ thần của hắn nói chính mình phá sản sau thổ lộ bị cự tuyệt nữ thần nói chúng ta chỉ là bằng hữu quy chắc trực tiếp xóa bỏ đang ở tại thất tình trạng ts sách mới truyền lên cầu hết thảy số liệu ủng hộ quỳ cầu đánh giá phiếu chương 5 ngươi bằng hữu này ta giao định di sớt cũng ngăn đón bạn đang nghe tại truyện chấm audio Năm mươi phần thưởng carnival gia niên hoa hình như là lễ vật giả định của đấu âm, Cố Bạch nhớ rõ hình như là ba nghìn tệ một cái. Năm mươi cái mà nói, đổi lại, liền giá trị một trăm năm mươi ngàn. Cố Bạch không nghĩ tới triệu mạnh phi trên người cũng có bảo rương, còn là Bạch Ngân bảo rương, thật không tồi. Tuy rằng Cố Bạch bình thường không xem truyền hình trực tiếp. Bất quá bảo rương đưa tới cửa, sao có thể không cần. Thịt nướng đã được mang lên cố bạch cầm lấy thịt dê xiên nướng ăn một chuỗi hương vị vẫn là trước sau như một ngon nướng hơi cháy cảm giác xèo xèo bốc dầu mùi thịt dê vừa vặn còn có mùi thơm ngát của gỗ liễu đỏ nhàn nhạt mấu chốt nhất là thịt dê thật các quán thịt nướng khác còn không biết dùng thịt gì làm thành quán này là cố bạch sau khi làm việc thường xuyên đến ăn bởi vì ông chủ bên này là người khu mới chú ý một cái chính tông cùng hàng thật giá thật thịt dê xiên nướng của hắn là hai mươi đồng một sâu. nhưng là cái loại này lớn khối thịt xiên cùng nhau, không phải cái loại kia nhỏ, cũng không đủ một miếng cái loại kia. ngay cả chuỗi đều dùng gỗ liễu đỏ, chỉ có thể dùng một lần. cố bạch vừa ăn vừa hỏi, nói một chút đi, lần này lại là nữ phát thanh viên nào? triệu mạnh phi lập tức trừng mắt nói, nữ phát thanh viên gì? đó là nữ thần của tôi. được 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 nữ thần, làm sao lại thất tình? Mười ngày trước không phải nói, nàng là chân mệnh thiên nữ của ngươi sao? Triệu mạnh phi chua xót cười. Tôi thổ lộ với nữ thần, bị cô ấy cự tuyệt. Triệu mạnh phi thống khổ với hai. Triệu mạnh phi thất vọng về một. Cố bạch đặt thịt dê nướng xuống, an ủi. Có một nói một, cậu không tính là thất tình. Người ta cũng không yêu em nói không chừng trên uy chát ngọt ngào gọi anh phi là hoạt động của công hội thậm chí còn có thể là chồng cô ấy cho nên anh đừng đụng vào người ta trống rỗng gia tăng tình sử không tồn tại cho người ta anh còn chưa tới mức tôi ở bên ngoài cọ xác mà triệu mạnh phi lão thiết đâm tim rồi kháo lão cố em thất tình em gọi anh đến an ủi em không phải gọi anh đến chân thật với em triệu mạnh phi nhìn không được mắng Triệu Mạnh Phi bị bạo kích 8. Triệu Mạnh Phi thống khổ viên 5. Triệu Mạnh Phi tim tắc 3. Chúc mừng người chơi, cảm xúc Triệu Mạnh Phi 20 20 đã đầy, dư thừa không tính vào. Chúc mừng người chơi thành công đạt được 50 đấu âm gia niên hoa đã để vào kho hàng, mời người chơi tự mình tra thu. Cố Bạch không nhịn được mừng rỡ. 50 lễ hội cứ như vậy tới tay. Mặc dù là tài sản hư cấu nhưng cũng là giá trị thật sự 150.000. Cứ như vậy nhẹ nhàng buông lỏng. Hơn nữa gia niên hoa thứ này cũng là có thể lần nữa bán ra, căn cứ triệu mạnh phi cái này thâm niên LSP nói, một ít công hội sẽ giảm giá thu hồi. Dù sao làm sao sẽ có nhiều thổ hào vô duyên vô cớ khen thưởng như vậy, rất nhiều đều là công hội tự mình soát hoặc là tìm người soát. Mục đích chính là kéo theo một ít cấp trên chân đại ca. 50 lễ hội Đại khái cũng có thể bán được khoảng 10 vạn Tuy rằng trong bảo rương không chỉ định phải đánh tâm tình chính diện hay là tâm tình tiêu cực Là tâm tình cũng có thể Nhưng loại chuyện thất tình này, lời nói an ủi được một người, kỳ thật rất khó Nhưng muốn nhân cơ hội đâm tim là thật sự rất dễ dàng Cố bạch vì cơ trí của mình mà khen ngợi Tính danh Triệu mạnh phi Thuộc tính Vàng Tiến độ hiện tại cảm xúc không ba mươi bảo rương trước mắt một trăm lễ hội bảo rương thuyết minh cố bạch không nhịn được mừng rỡ bởi vì bảo rương trên đỉnh đầu triệu mạnh phi không chỉ đổi mới hơn nữa còn thăng cấp từ bạch ngân bảo rương tiến giai thành hoàng kim bảo rương triệu mạnh phi ngươi thật đúng là anh em tốt của ta huynh đệ này ta nhận định chú dêu cũng không thể ngăn cản được vậy anh uống với em Đêm nay không say không về. Cố Bạch ông cánh tay triệu mạnh phi nói. Được, uống rượu. Triệu Mạnh Phi hô. Triệu Mạnh Phi chính diện cảm xúc thứ hai. Lúc này Cố Thu lại vẫy tay nói. Ông chủ, lấy cho tôi một chai Pepsi. Triệu Mạnh Phi còn tưởng rằng Cố Bạch lấy Coca đụng rượu uống. Kết quả Cố Bạch rót một ly Coca, cầm lên chạm cốc với Triệu Mạnh Phi. Không say không về. Triệu Mạnh Phi trong nháy mắt nổi giận. Anh uống rượu, em uống Coca, em không biết xấu hổ sao? Đây chính là em nói không say không về. Khốn kiếp, trả lại cảm động cho tôi. Triệu Mạnh Phi phẫn nộ tám. Triệu Mạnh Phi khiếp sợ tề hai. Cố Bạch Thản Nhiên nói: Không biết xấu hổ. Triệu Mạnh Phi, chúng ta có phải là hảo huynh đệ hay không? Cố Bạch nếu anh nhất định ép tôi uống rượu, vậy chúng ta có thể không phải. Triệu Mạnh Phi Triệu Mạnh Phi liền thao tác. Hôm nay không nói chuyện, rượu này không có cách nào uống. Triệu Mạnh Phi khiếp sợ gần năm. Triệu Mạnh Phi im lặng, tám. Triệu Mạnh Phi khóe miệng nhìn không được co rút. Lão cố, người đêm nay miệng như thế nào độc như vậy? Đau đau đâm vào thắt lưng của ta. Cố bạch. Không có biện pháp, hệ thống cho quá nhiều, cố bạch. hôm nay thử đặt thù trị liệu, lấy độc trị độc, ngươi xem ngươi bây giờ còn nhớ rõ nữ thần của ngươi sao? triệu mạnh phi ngẩn người, hình như có chút đạo lý a, à, hắn đích xác không có gì thất tình thống khổ, nhưng tâm tình anh bị cố bạch làm cho hậm hực. triệu mạnh phi, nhưng bây giờ tôi bị anh chọc giận rồi. cố bạch nhìn không được cười to, ha ha ha, tới uống rượu đi uống thật đấy. Cố Bạch rót một ly bia, sau đó cùng Triệu Mạnh Phi chạm cốc nói. Triệu Mạnh Phi mừng rỡ, tâm tình liền sảng khoái hẳn lên. đàn ông mà thuốc lá rượu chính là vật điều tiết cảm xúc tốt nhất. rượu xuyên ruột, tâm phiền não không lưu. Triệu Mạnh Phi tâm tình vui vẻ với ba, Triệu Mạnh Phi tâm tình vui vẻ với một, Triệu Mạnh Phi tâm tình vui vẻ với một. hai người cứ như vậy ngươi một ly, ta một ly, ngươi một chai ta một chai uống. Chúc mừng người chơi, tiến độ triệu mạnh phi đã đầy, số dư không tính vào. Chúc mừng người chơi thành công đạt được 100 đấu âm gia niên hoa, đã để vào kho hàng, mời người chơi tự mình tra thu. Nghe được tiếng nhắc nhở, tâm tình Cố Bạch càng thêm vui vẻ. Cứ như vậy dăm ba câu, uống một bữa rượu, liền thu nhập 45 vạn. Tiền này tới thật nhẹ nhàng. PS. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu. Chuyện quan trọng nói ba lần. Chương 6 Trực tiếp cũng có thể soát bảo rương, cầu phiếu đánh giá. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cố Bạch cùng Triệu Mạnh Phi uống một giờ, an ủi Triệu Mạnh Phi không còn nhiều lắm. Triệu Mạnh Phi có chút say, Cố Bạch không uống say. Bởi vì uống bia, không phải rượu trắng. Tử lượng của Cố Bạch còn tạm được, cũng uống ít hơn Triệu Mạnh Phi. Cố Bạch giúp Triệu Mạnh Phi gọi hộ giá, bảo hộ giá đưa hắn về nhà. Cố Bạch thì đón một chiếc taxi về nhà. Trở lại thuê nhà trọ nhỏ, Cố Bạch tắm rửa, rửa mặt xong sau đó, liền trở lại trên giường. Nằm trên giường, Cố Bạch không buồn ngủ. Bắt đầu từ chạng vạn hôm nay, cảm xúc của anh đều ở vào trạng thái tương đối phấn khởi. Cố Bạch tâm niệm khẽ động, hô ra kho hàng, xem xét thu hoạch của mình. Khó hàng Cải thiện làn da hoàng 50 cái đấu âm da niên hoa, 100 cái đấu âm da niên hoa. Thuốc cải thiện da Sau khi sử dụng, da của người dùng sẽ được cải thiện, mụn trứng cá, mụn trứng cá, mụn trứng cá, sẹo nhỏ và các vấn đề về da khác sẽ được cải thiện, khôi phục trạng thái khỏe mạnh nhất. Gợi ý ấm áp Đề nghị sử dụng trước khi đi ngủ Cố bạch kiểm tra làn da cải thiện hoàng, lúc trước thu hoạch tới tay còn chưa kịp kiểm tra. Vừa nhìn cố bạch không nhịn được kinh ngạc. Hiệu quả này hơi mạnh mẽ, không chỉ có chức năng làm đẹp mà còn có chức năng chữa bệnh ngoài da. Cái này cố bạch có thể sử dụng. Cố bạch là lập trình viên tương đối khổ bức, phải thường xuyên thức đêm tăng ca. Tuy rằng không hói đầu, nhưng da bình thường, vành mắt thâm quần, mụn thức đêm và mỡ đều có một chút, còn có chút dầu. Bệnh ngoài da không có. Nếu đề nghị là sử dụng trước khi ngủ, Cố Bạch sẽ đợi lát nữa ăn. Cố Bạch nghĩ nghĩ, sau đó click vào 50 cái đấu âm gia niên hoa, tiến hành trao đổi. 50 đấu âm gia niên hoa đã nạp vào tài khoản người chơi, xin chú ý kiểm tra và nhận. Cố Bạch vội vàng cầm lấy điện thoại di động đặt ở tủ đầu giường, mở áp đấu âm. Thời đại video ngắn trên internet, rất ít người không lướt video ngắn. Không phải chơi đấu âm, mau tay trạm B chính là dưa hấu. Bình thường cố Bạch cũng thích xem video ngắn, thả lỏng một chút. Bởi vì bên trên cơ hồ muốn xem đều có. cố Bạch sau đó ngay tại giao diện tin tức, thấy được tin tức bổ sung giá trị. Mua du.coin thành công. Bạn đã mua thành công 1 triệu 500 nghìn du.coin. Fiesta Bui Bạn đã mua 50 Fiesta đấu tệ là một loại tiền ảo của áp đấu âm một tệ có thể mua được 10 đấu tệ. 1.500.000 đấu tệ chính là 150.000 tệ. Đây là lần đầu tiên Cố Bạch hào phóng như vậy. Cố Bạch nhìn lễ hội của mình, tâm niệm khẽ động, ánh mắt sáng ngời. Không biết thông qua truyền hình trực tiếp có thể nhìn thấy người dẫn chương trình có bảo rương hay không? Nghĩ tới đây, tâm tư Cố Bạch trở nên linh hoạt. Sau đó Cố Bạch liền mang tâm tình hưng phấn bắt đầu xem truyền hình trực tiếp. Nam nữ đều thử, Cố Bạch cũng không buông tha. Đánh liên tục một giờ, cũng không thấy một cái có bảo rương. Bất luận là nhân số phát sóng trực tiếp trên mạng cao, sóng âm cao, phàn trên 10 triệu hay là nhân số phát sóng trực tiếp ít, sóng âm thấp, phan ít, đều không có. Đang lúc Cố Bạch hoài nghi, bảo rương cũng không thể thông qua truyền hình trực tiếp tìm người đến soát. Đột nhiên một cái nữ phát thanh viên đỉnh đầu Bảo Rương xuất hiện ở Cố Bạch trước mắt. Tôn Khả là một nữ phát thanh viên toàn thời gian lúc học đại học cô bắt đầu chơi đấu âm lúc đầu cũng không muốn cháy chính là muốn ghi lại một chút cuộc sống tốt đẹp chụp một chút cuộc sống hàng ngày của mình với tư cách là sinh viên đại học nhưng có một ngày cô đột nhiên một video khiêu vũ theo gió liền nổi tiếng cô cũng không nghĩ tới sau đó bạn cùng phòng của cô liền nói khả khả cậu nổi tiếng nhiều like như vậy có thể đi làm chủ hoặc là đi làm người dẫn chương trình người dẫn chương trình và người dẫn chương trình đều kiếm được rất nhiều tiền. Tôn Khả Khả sau đó liền đi điều tra, phát hiện truyền hình trực tiếp ngành này thật sự rất kiếm tiền, nhẹ nhàng thoải mái nhập 100 vạn. Rất nhiều người chỉnh dung, hóa trang, mở ra vẻ đẹp quá độ, lọc kính, mặt gầy, thậm chí một số nữ phát thanh viên tư sắc bình thường đều có thể nổi tiếng. Mình lớn lên xinh đẹp như vậy, khẳng định cũng có thể nổi tiếng, giống như bây giờ. Tôn Khả Khả từ nhỏ đã biết mình rất đẹp trai. Dù sao sau khi lên trung học, nam sinh trong lớp đều lén lén nhắm mình. Thư tình lại càng thu được đến không hết. Lúc này cũng có người của công ty MSN tới tìm cô. Nói ngoại hình cô rất tốt, chỉ cần trải qua bọn họ đóng gói và vận hành, phát video đấu âm, có thể rất nhanh tăng fan. Sau khi tăng fan có thể thông qua fan biến hiện, mang hàng, nhận quảng cáo, làm người dẫn chương trình. Chỉ cần vận hành thích đáng mỗi năm nhập 100 vạn không có vấn đề gì. Nghe được những lời này, Tôn Khả Khả tự nhiên động tâm. Bởi vì nàng đại học chính là bình thường nhị bản, thành tích học tập cũng bình thường, tốt nghiệp nàng cũng không biết có thể tìm cái gì công việc. Hơn nữa sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, mấy ngàn tiền lương kia có thể so sánh với mấy chục vạn, một trăm vạn. Cho nên Tôn Khả Khả cũng không do dự lựa chọn đáp ứng. Cô cảm thấy lấy dáng người đẹp của mình cùng khuôn mặt thanh thuần này, muốn nổi tiếng không khó. Sự thật cũng đúng là như thế, công đoàn cũng không bỏ tiền tuyên truyền cho cô. Tôn Khả Khả dựa vào khuôn mặt và khí chất mối tình đầu của cô, trong vòng nửa năm đã tăng lên 2 triệu fan. Quảng cáo cũng nhận vài cái. Điều này làm cho Tôn Khả Khả kích động không thôi, ông mộng tưởng mỗi tháng nhập trăm vạn bắt đầu phát sóng trực tiếp. Tôn Khả Khả vốn tưởng rằng video của mình đều rất nhiều like, độ nổi tiếng phát sóng nhất định rất tốt. Đến lúc đó nhân số phòng truyền hình trực tiếp hơn vạn, lễ vật bay đầy trời, cô không cảm ơn được thì làm sao bây giờ? Tháng đầu tiên phát sóng vẫn ổn. Ổn định một ngàn người, vẫn có công hội giúp đỡ đưa vào hoạt động. Tháng đầu tiên, thu nhập hàng tháng của cô cũng có 15 vạn. Điều này làm cho Tôn Khả Khả rất hài lòng. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ duy trì 3 tháng, 3 tháng này đều đang giảm xuống. Số liệu tháng thứ tư đột nhiên giảm mạnh đồng thời thu nhập quảng cáo cũng gần như không còn. Bởi vì nhà quảng cáo không hài lòng với hiệu quả dẫn lưu tài khoản của cô. Thu nhập hàng tháng trực tiếp là biến thành 3 vạn, lại nửa năm qua đi. Hiện tại nàng cũng chỉ có hơn một vạn thu nhập. Video tăng fan bất động, còn mỗi ngày rất fan, like cũng chỉ có một hai vạn đáng thương. Truyền hình trực tiếp càng là trực tiếp sụp đổ, mỗi ngày hàng ngày cũng liền hơn 100 người đừng nói cái gì đấu âm nhất hào cùng gia niên hoa chính là lễ vật cũng rất ít người soát mới đầu tôn khả khả còn tưởng rằng là nguyên nhân của mình cho nên còn dùng tiền đi nâng cao bản thân ví dụ như mỹ phẩm mua xong quần áo mua xong thậm chí ví dụ như học khiêu vũ sau đó phát hiện cũng không phải nguyên nhân này mà là đấu âm chưa bao giờ thiếu mỹ nữ dẫn chương trình người có nhan sắc cao dáng người đẹp có ưu thế lửa cháy nhanh lạnh cũng nhanh thế nhưng thật sự năm vào trăm vạn đại phát thanh viên cũng không có mấy người là chỉ dựa vào khuôn mặt cùng dáng người rất nhiều nhan sắc đều bình thường chơi trực tiếp vẫn là dựa vào thực lực trí tuệ cùng hoạt động sau lưng mà tôn khả khả ba thứ này đều không có hiệu quả truyền hình trực tiếp của cô rất bình thường video ngắn cũng không có quá nhiều ý tưởng mới bây giờ các công hội sau lưng đều bỏ rơi cô tôn khả khả làm truyền hình trực tiếp một năm cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Cô cũng biết, lúc công ty ký hợp đồng với cô nói năm nhập trăm vạn rất dễ dàng chính là lừa dối cô. Là một nữ phát thanh viên đều nói như vậy, bọn họ chỉ cắt một đợt trao hẹ, thật sự có cổ phiếu tiềm lực mới có thể tiếp tục đầu tư. Nữ phát thanh viên không có tiềm lực chính là gom góp số lượng, thuần túy là cu li nghiện ép. Mà Tôn Khả Khả ký hợp đồng 3 năm, muốn hủy hợp đồng phải bồi thường một khoản tiền lớn vi phạm hợp đồng lúc trước tuổi trẻ không hiểu chuyện. Cho nên mặc dù chỉ có hơn 100 người, Tôn Khả Khả cũng phải phát sóng trực tiếp. PS Cầu Hoa Tươi Đột nhiên phát hiện, tên sách của tôi xem mắt đánh thành tin tưởng, có chút xấu hổ. Bất quá hình như không ai chỉ ra, thừa dịp không ai nhìn thấy, ngày mai tôi lén tìm biên tập sửa lại. Chương 7 Một tấm tất trúng 30 vạn cao phiếu sổ số, số bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tôn Khả Khả hôm nay đã phát sóng 5 tiếng, cô lén nhìn thoáng qua hậu trường trực tiếp của mình. Món quà nhận được hôm nay trị giá 7.124,5 đô la Mỹ. Trong đó mình cho mình một cái lễ hội, vì nâng cao bản xếp hạng sóng âm cùng độ nổi tiếng cùng tranh đoạt vị trí đề cử trong phòng truyền hình trực tiếp. Chính mình còn cho vừa phát một cái video mới đi ném 500 khối đấu thêm vào dẫn lưu. Hy vọng có người xem video của cô, sau đó thông qua video nhấn vào phòng truyền hình trực tiếp để dẫn lưu. Hiệu quả là có, phát sóng trực tiếp nhân số là 520 người, nhưng cũng liền dặn có không đến 2 giờ. Thu nhập quà tặng hiện nay là 7.124,5 đô la Mỹ. Tự mình bỏ vào 3.000 đồng cộng thêm 500 đấu thêm. Tiền quà tặng, nền tảng rút 5 thành, công hội rút 3 thành, tự mình lấy 2 thành cũng chính là mình bỏ ra 3.500 đồng, hiện tại mình trực tiếp quà tặng chia làm thu nhập là 1.424,9 đồng. Ước chừng thua thiệt 2.000. Nói cách khác, cô tự làm mình thua thiệt. Thu nhập của cô vẫn là âm, đây vẫn là tình huống không trừ thuế. Tôn khả khả bây giờ đau lòng không thôi, toàn thân đều đau, cái loại cảm giác tên là đau thịt này. Ta thật sự là một cái thiểu năng trí tuệ tại sao phải học đại phát thanh viên cho mình soát lễ vật đâu này công hội đều đã thử qua không có tác dụng gì mình lại không tin tà nguyên bản tôn khả khả còn ảo tưởng mình có thể một lần nữa nổi tiếng phòng truyền hình trực tiếp nhân số vượt ngàn một ngày lễ vật nước chảy vượt hai vạn kết quả thật sự là kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn đừng nói nổi tiếng hiện tại ngay cả phí tổn cô cũng không thu lại được lý tưởng rất tốt đẹp hiện thực rất tàn khốc Tôn Khả Khải nhìn phòng truyền hình trực tiếp trước mắt hiện tại hơn 100 người đang online, đừng nói quà tặng. Ngay cả màn đạn cũng một phút không lăn qua. Tôn Khả Khả tâm tình có chút sụp đổ, muốn phát sóng. Bầu không khí đơn độc này thực sự ảnh hưởng đến tính tích cực. Còn ai muốn khiêu vũ không? Nếu không, hôm nay đã phát sóng rồi, đã 5 tiếng rồi. Tôn Khả Khả trước khi phát sóng cuối cùng lại cầu một đợt lễ vật màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp nháy mắt bay vài cái. Đừng mà, người dẫn chương trình, tôi vừa mới tới. Chỉ là nói chuyện thêm thôi. Chủ trì nhảy một điệu đi, ta tự video lại đây, nhảy rất khá, có thể lại nhảy một lần sau. Tôn khả khả nhìn thấy liền nói. Vũ đạo hôm nay nhảy rất nhiều, hơi mệt, và nếu ai đó trải một chiếc thoát chờ, người dẫn chương trình có thể nhảy một lần nữa. Thoát chờ cũng chỉ có 120 đồng, thì thật cũng không đắt. Dù sao Tôn Khả Khả tới tay cũng chỉ có 24 đồng. Mấu chốt nhất chính là hôm nay Tôn Khả Khả vì giữ lại người sử dụng, nhảy miễn phí không ít. Loại người dẫn chương trình múa này của cô, nếu như vẫn khiêu vũ thì càng rẻ, sẽ không có người quẹt quà, đều chờ chơi gái vô ích. Vậy quên đi, tôi chờ ngày mai chơi gái. Tôi thấy người dẫn chương trình chính là không bỏ tiền ra, chính là làm bạn. Thời gian chính là tiền bạc tôi ở bên người dẫn chương trình lâu như vậy, đã tốn không ít tiền. Vốn định đánh một cái lễ hội, nhưng khả khả em nói như vậy, anh không muốn đánh nữa, tướng ăn khó coi. Nhìn thấy những màn đạn này, khóe miệng tôn khả khả cũng co rút. Xem truyền hình trực tiếp rất nhiều đều là bạch phiêu quái, nhưng không có biện pháp gì. Đương nhiên, cũng là năng lực của mình không đủ, không có biện pháp từ trong túi bọn họ móc không ra tiền. Tôn khả khả buồn cười nói anh đừng làm rộn, vừa rồi bảo anh đánh 520, vũ đạo tùy anh chọn, anh cũng không đánh. Bây giờ còn nói đánh gia niên hoa, anh lại dọa tôi. Nếu anh thật sự cho tôi xem lễ hội, tôi trực tiếp phát thêm một tiếng, nhảy một tiếng. Một cái lễ hội nhảy một giờ, có tới hay không? Khán giả trong phòng truyền hình cũng ồn ào theo. Anh Thủy Hữu, Đại Hải, nghe được lời này của Tôn Khả Khả, trực tiếp sợ hãi hắn vừa rồi chính là giả bộ bức bách không thể trêu vào không thể trêu vào cáo từ ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt nói xong liền rời khỏi phòng truyền hình trực tiếp tôn khả khả thấy anh đại hải rời khỏi phòng truyền hình lại chưa từ bỏ ý định chờ một hồi nhìn xem có đại lão xúc động muốn quét lễ hội cho nàng hay không kỳ thật cho dù không có gia niên hoa chỉ là một cái máy bay bình thường cô cũng có thể phát thêm một hồi đáng tiếc đều không có tôn khả khả đang chuẩn bị phát sóng đột nhiên truyền hình trực tiếp lóe lên phòng truyền hình trực tiếp lập tức xuất hiện hiệu ứng đặc biệt của gia niên hoa đưa ra gia niên hoa x một nhìn hiệu ứng đặc biệt đột nhiên xuất hiện tôn khả khả ngây ngẩn cả người lễ hội thật sự là lễ hội sao tôi không nhìn lầm tôn khả khả lấy lại tinh thần che đôi môi hồng hạo của cô mừng rỡ như điên hô gia niên hoa trời ạ à thật sự có đại ca đánh cho ta. Cảm tạ đại lão đưa cho ta lễ hội. Cảm ơn lão bản, lão bản đại khí. Theo sự xuất hiện của gia niên hoa, màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp cũng náo nhiệt hẳn lên. Đại lão ngưu bức. Cho đại lão bưng trà, đại lão ngươi còn thiếu lông chân sao? Ngươi dẫn chương trình câu cá, đại lão ngươi thật sự soát a. À. Đại lão soát rồi, ngươi dẫn chương trình phải nhảy một giờ. Tôn Khả Khả tiếp tục nói. Vốn em cũng muốn phát sóng, chỉ đùa với anh, Đại Hải, thôi, không ngờ lại có người cho em xem. Đại lão quét lễ vật có thể nói một câu sao? Ta có chút hoảng. Hình như tôi chưa từng gặp anh ở phòng truyền hình trực tiếp. Đánh gia niên hoa chính là cố bạch, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên đầu Tôn Khả Khả có bảo rương. Tên Tôn Khả Khả, tên mạng Mời nhận nuôi khả khả đáng yêu thuộc tính. Vàng. Bảo Trương hiện tại. Một tấm vé số phải trúng, tiền thưởng 30 vạn. Tiến độ hiện tại. Cảm xúc tích cực, không, 30, Bảo Trương thuyết minh. Đấu âm nữ phát thanh viên tôn khả khả trước mắt phát sóng trực tiếp không thuận, tự soát lễ vật không có hiệu quả, hoài nghi chính mình, tâm tình sa sút trung. Tôn khả khả cao hứng 15. Tôn khả khả khiếp sợ Vì sáu. Tôn khả khả kinh hỷ Vì mười. Tôn khả khả sung sướng với sáu. Cảm xúc tích cực liên tiếp từ đỉnh đầu tôn khả khả bay ra, đồng bộ nhắc nhở cố thu. Chúc mừng người chơi, cảm xúc tích cực của tôn khả khả, 30, 30, đã hoàn thành. Một tấm nhất định trúng sổ số cào cào nhạc đã để vào kho hàng, xin chú ý tra thu. Cố Bạch Vốn đánh gia niên hoa chỉ là muốn xem có thể đánh bảo rương hay không, kết quả không nghĩ tới. Một cái lễ hội đã làm cho cảm xúc của Tôn Khả Khả tràn đầy. Cố Bạch rất kinh ngạc, cũng rất bất ngờ. Cảm xúc tích cực nhất định khó đánh bại hơn cảm xúc tiêu cực. Làm cho một người vui vẻ còn khó hơn làm cho một người tức giận. Vẫn là một người xa lạ. Đối với người xa lạ mắng một câu quốc túy có thể làm cho hắn phẫn nộ. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, bản thân người dẫn chương trình chính là dựa vào lễ vật ăn cơm hiện tại cô lại bởi vì phát sóng trực tiếp mà phiền não, không có nhân khí, không có quà tặng, chỉ là một người dẫn chương trình. Trong lúc bất chợt có một cái đại ca đi tới chính là bởi vì mình một câu nói liền giận dỗi soát ba ngàn khối. Đó tất nhiên là vui vẻ liên tục, kích động không thôi. Giống như bác sĩ lúc trước tuyên bố ngươi hết thuốc chữa, sắp chết, sau đó lại tuyên bố, ngươi còn có thể cứu, còn có một đường sinh cơ. Cảm giác rơi xuống rất lớn kích thích sự bài tiết dopamine. PS. Sách mới cầu duy trì, quỳ cầu đánh giá phiếu, cầu hoa tươi. Chương 8 Đánh cả một đời trận chiến, ta liền không thể hưởng thụ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cố Bạch nhìn xem truyền hình trực tiếp gian màn đạn các loại đại lão ngưu bức, đại lão thiếu vật trang sức sao. Thổ hào cầu mang cùng với nữ phát thanh viên một ngụm một cái đại ca cùng cảm tạ. Lòng hư vinh của Cố Bạch cũng thỏa mãn một chút. Cố Bạch nhìn Tôn Khả Khả lấy lòng, đánh chữ trả lời. Kim Lăng đệ nhất thâm tình. Từ, lần đầu tới, nhưng chị chủ trì trông rất đẹp, dáng người cũng rất đẹp. Cảm giác mỹ nữ tự nhiên, vẫn là người dẫn chương trình khiêu vũ. Phan cũng có hơn 2 triệu, sao không ai xem trực tiếp vậy? Tôn Khả Khả nhìn thấy màn đạn của Cố Bạch, cũng rất vui vẻ, nhưng trong lòng cũng rất buồn bực. Cô ấy cũng lạ khuôn mặt tự nhiên của mình không mạnh hơn những khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ kia sao? Nhưng rất nhiều mỹ nữ phẫu thuật thẩm mỹ truyền hình trực tiếp đều làm tốt hơn mình. Có thể là mình không có hiệu quả truyền hình trực tiếp, nói cách khác, chính là không đủ lẳng lơ. Điện thoại tôn khả khả bày tỏ tình yêu, trả lời. Cảm ơn anh trai khen ngợi, em cũng rất kỳ quái. Bất quá tiểu ca ca ngươi lần đầu tiên tới liền cho ta quét da niên hoa, thật sự làm cho ta thụ sủng nhược kinh cảm động đến muốn khóc cho ngươi một cái tâm nhỏ cố bạch trả lời không cần khách khí cậu vui vẻ là tốt rồi tôi còn phải cảm ơn anh cung cấp cho tôi ba trăm ngàn tôn khả khả nói đúng rồi tiểu ca ca ngươi muốn xem ta nhảy điệu gì hay là ta cùng ngươi nói chuyện phím trước cố bạch trả lời khiêu vũ đi nói chuyện phím không có gì hay để nói cũng không biết chỉ có thể là nói chuyện lúng túng cố bạch cũng lướt sống trực tiếp một giờ thuần túy đang tìm người quá mệt mỏi lúc này tâm tình cố bạch chính là tôi đã chiến đấu cả đời mà không được hưởng thụ cố bạch muốn nhìn chị gái xinh đẹp nhảy một chút để hưởng thụ tôn khả khả vui vẻ đồng ý được anh muốn xem gì cố bạch nghĩ nghĩ lái xe lửa em biết không tôn khả khả hiểu ý cười trả lời thì ra tiểu ca ca cũng là người đồng đạo. Lái xe lửa, em đương nhiên biết, cho dù không biết, chỉ cần anh nói, em đều có thể lập tức học cho anh. Lái xe lửa, Tôn Khả Khả đương nhiên biết, đây chính là ca khúc mà nữ phát thanh viên vũ đạo nhất định phải biết. Tiểu ca ca chờ một chút, ta chuẩn bị một chút. Tôn Khả Khả thuần thục tìm được nhạc đệm trên máy tính của mình, sau đó chuẩn bị, bắt đầu nhảy múa. Tôn Khả Khả dáng người yếu điệu dáng người nhu nhược như liễu nhỏ, hai chân tròn trịa thon dài, nhảy dựng lên thật sự cảnh đẹp ý vui. Sau khi Tôn Khả Khả nhảy khỏi xe lửa, hỏi Cố Bạch còn muốn xem gì nữa, Cố Bạch nói cậu tự quyết định, tự mình phát huy. Bất tri bất giác đã nửa giờ trôi qua. Cố Bạch có chút buồn ngủ, chuẩn bị đi ngủ. Trước khi đi đã chải cho Tôn Khả Khả hai cái, da niên hoa. Lúc trước Cố Bạch cảm thấy xem trực tiếp soát tiền người đều là có tật xấu, đều là ngốc bức hiện tại cố bạch cũng thật thơm cố bạch cuối cùng cũng hiểu sướng ở chỗ nào thật ra thì cũng giống như đi chăm sóc sức khỏe tốn tiền ngươi có yêu cầu gì nữ hài tử đều thỏa mãn ngươi hãy coi lời ngài như thánh chỉ ngươi muốn nàng làm cái gì nàng liền tận tâm tận lực vì ngươi làm cái đó còn một ngụm đại ca tiểu ca ca có thể thỏa mãn lòng hư vinh mà nam nhân muốn chỉ bất quá một cái theo đuổi thể xác thỏa mãn, một cái là theo đuổi tinh thần thỏa mãn. Thấy nữ phát thanh viên nhiệt tình lấy lòng như thế, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả bạn trai. Trong lòng ai có thể khó chịu đây? Hơn nữa tôn khả khả còn cung cấp cho cố bạch một tấm vé số tất trúng 300 ngàn. Cho nàng soát ba cái lễ hội, không đến một vạn, cố bạch cũng cảm thấy cũng không quá phận. Tôn khả khả đang ra sức nhảy múa, đột nhiên màn hình trực tiếp lại xuất hiện hiệu ứng quà tặng kim lăng đệ nhất thâm tình tiễn gia niên hoa ít một kim lăng đệ nhất thâm tình tiễn gia niên hoa ít hai tôn khả khả vội vàng mừng rỡ cảm kích hoa wow, gia niên hoa ai chảy vậy cảm tạ kim lăng đệ nhất thâm tình đại ca ta một cái lễ hội hai cái lễ hội a à, em có chút bối rối anh cảm thấy nhảy tốt sao tôn khả khả miễn bàn có bao nhiêu kích động lại là hai lễ hội cố bạch thản nhiên trả lời ừ cảm thấy cậu nhảy rất hay tôn khả khả nhìn thấy lời cố bạch nói cảm giác tâm tình đặc biệt tuyệt vời bởi vì được cố bạch tán thành cảm ơn ông chủ nhận được sự tán thành của anh thâm tình em rất vui một lần nữa cảm ơn gia niên hoa của anh cố bạch lại là nói ra đúng rồi đã nói một cái gia niên hoa thêm phát một giờ không thành vấn đề chứ tôn khả khả Tôn Khả Khả thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Cô vừa mới nói qua một cái lễ hội tăng thêm một giờ. Hiện tại một giờ này cũng chưa phát xong. Thêm hai tiếng nữa, hôm nay cô sẽ phát sóng tổng cộng tám tiếng. Vẫn là rất khó khăn. Nhảy múa sau tất cả bất quá, một ngụm nước bọc một ngụm đinh, Tôn Khả Khả khẳng định sẽ không nuốt lời. Dù sau đây cũng là danh tiếng của một người dẫn chương trình. Tôn Khả buồn cười nói, nói xong còn làm nũng với cố bạch đương nhiên không thành vấn đề phát thêm hai tiếng nữa anh thâm tình sẽ ở bên em đúng không cố bạch trực tiếp vô tình cự tuyệt không em muốn ngủ anh cố lên cố bạch nói xong liền xuống tốc độ cực nhanh tôn khả khả cũng không nghĩ tới lời giữ lại cũng không nói ra khỏi miệng a à, thâm tình ca gì mà anh muốn đi anh thâm tình chúng ta còn chưa thêm uy chát đâu em thêm anh, anh thông qua một chút. Cố Bạch đi nhanh như vậy, Tôn Khả Khả thầm nghĩ có phải mình nói sai chỗ nào hay không, hoặc là nhảy không được. Đi thật đột ngột, ta còn có rất nhiều lời chưa nói. Suy nghĩ một chút, hẳn không phải nguyên nhân của mình, hẳn là thật muốn ngủ. Nếu không cũng sẽ không khen thưởng hai lễ hội trước khi đi. Mình đây là gặp được chân đại ca. Bây giờ vẫn chưa thể nghĩ đến chuyện này, phải phát sóng trực tiếp trước nắm bắt tác dụng của hai lễ hội này. Trong màn đàn cũng một hồi theo gió nói muốn chuồng. Nhưng mà bọn họ cũng không đi. Hai lễ hội lại tăng thêm độ nổi tiếng cho mình, cô phải nắm chắc. Cố Bạch thật sự muốn đi ngủ, hơn nữa bảo trương đều quét. Cố Bạch đứng dậy đi vệ sinh tè, sau đó lại tiếp một ly nước trong phòng khách. Sau đó trong tay chợt xuất hiện một viên thuốc màu trắng. Đây chính là thuốc cải thiện làn da Cố Bạch lúc trước đánh tới. Cố Bạch uống nước cải thiện làn da, không cảm thấy có gì thay đổi. Sau đó liền đi ngủ trở lại. PS Sách mới cầu số liệu ủng hộ, quỳ cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, cầu hoa tươi. Chương 9 Ngươi không muốn làm 30 vạn xa xỉ phẩm mua. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. 9 giờ 10 phút sáng hôm sau, Cố Bạch liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lấy ra xem, là đồng nghiệp Vương Vũ trong công ty gọi tới. Này, Cố Bạch, cậu đi đâu vậy? Sao không đi làm? Cố Bạch hoàn toàn không buồn ngủ, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vừa nhìn điện thoại, 9 giờ 10 phút. Đồng hồ báo thức cũng không đánh thức mình. Tối qua có mệt mỏi như vậy không? Giờ làm việc của công ty là 9 giờ. Trễ 10 phút rồi. Vừa rồi ông chủ tới hỏi, tôi giúp cô yểm trợ, nói cô đi toilet. Cô ấy nói 10 phút không trở lại, sẽ trừ tiền lương của anh. Cố Bạch nghe xong, lơ đễnh, "Khấu trừ thì khấu trừ đi." Hiện tại hắn có tiền có thể để cho nàng khấu trừ. Cố Bạch tùy tiện bịa ra một lý do, nói lập tức đến công ty. Công ty của Cố Bạch là một công ty phát triển phần mềm nhỏ. Cố Bạch là lập trình viên. Quy mô công ty rất nhỏ, cũng chỉ có 16 người. Ông chủ công ty tên là Chu Mộng, tuổi 28 sau đại học tốt nghiệp gây dựng sự nghiệp. Cố Bạch lúc ấy tốt nghiệp không hiểu, liền vào công ty này. Lương bổng đãi ngộ đích xác cũng được, nhưng một người dùng như hai người. Hơn nữa quy định chế độ của công ty còn rất nghiêm ngặt. Cố Bạch cũng không phải không nghĩ tới chuyển công tác, nhưng lập trình viên phải vào nhà máy lớn mới có không gian thăng chức. Nhưng sẽ phải đối mặt với 996 phút báo nghiêm trọng hơn. Hơn nữa áp lực càng lớn không có sự cạnh tranh ở đây. Cố Bạch cũng chỉ muốn lăn lộn cho xong. Cố Bạch sau khi cúp điện thoại, nhìn không được nhíu nhíu mày. Bởi vì mũi hắn mới ngửi được một cổ mùi vị tương đối khó ngửi. Hình như là tự mình truyền đến. Cố Bạch vừa nhìn, trên tay mình, trên cánh tay, trên quần áo có thứ gì đó dính như bùn đen. Trên chăn đệm và điều hòa đều in một hình người. Cố Bạch lập tức nghĩ đến, đây không phải là hiệu quả của thuốc cải thiện làn da chứ đây là thứ bẩn thiểu hoặc là độc tố trong da của mình. Cố Bạch vội vàng chạy vào phòng vệ sinh kiểm tra, sau đó tắm rửa. Nước rửa lên người, lại chảy xuống, nước đều vẫn đục và đen kịt. Cố Bạch dùng sữa tắm rửa ba lần. 15 phút sau, Cố Bạch đi tới trước gương trong nhà vệ sinh. Chỉ thấy vành mắt thâm quần trên mặt Cố Bạch, hạt mỡ dưới vành mắt, mụn trứng cá, ám trầm, mụn đầu đen theo ra dầu. Giờ phút này tất cả đều biến mất làn da trở nên vô cùng khỏe mạnh cùng bóng loáng. Cả người biến trắng một lần, giống như là cảm giác thay da. Lúc này cố bạch nói mặt như ngọc, đẹp trai bức người cũng không quá đáng. Khuôn mặt cố bạch cũng rất tốt. Ngũ quan đoan chính, xưng là cấp bậc tiểu soái, ngoại trừ làn da có chút kém. Đồng thời chiều cao là 184cm, dáng người cân xứng, không có cơ bụng. Có câu nói, một trắng che trắng xấu. Đương nhiên cố bạch không phải là loại mặt trắng, mà là cảm giác trắng hơn ban đầu. Là loại màu trắng rất khỏe mạnh. Giá trị nhan sắc của cố bạch cũng tạm được, giờ phút này làn da trắng bệt, lại càng đẹp trai hơn. Cũng giống như đột nhiên bị mấy ảnh mỹ nhan tiến hành mỹ nhan thích hợp nhất. Cái gì mà che khuyết điểm, trắng trẻo, khử mụn. Hiện tại ta thật sự có thể xưng là cổ thiên lạc bình thường vô kỳ. Cố bạch nhìn không được ở trước gương tự kỷ một phen tôi không nghĩ rằng thuốc cải thiện da hoạt động tốt như vậy. Tắm rửa làm chậm trễ không ít thời gian. Nếu cũng đã muộn lâu như vậy, cố bạch cũng không nóng nảy, dứt khoát bày nát, trực tiếp lựa chọn bỏ bê công việc nửa ngày. Cố bạch liền tương đối chậm rãi thay quần áo, đem chăn đệm, gối đầu đều thu thập, sau đó xuống lầu ném đi. Sau đó đi ăn sáng, mới ngồi tàu điện ngầm đi làm. Cố bạch đi tới công ty, nghênh ngang đi vào, ngồi ở vị trí làm việc của mình. Đồng nghiệp Vương Vũ nhìn không được lại gần hỏi. "Cố Bạch, cậu đi làm gì vậy? Muộn hai tiếng, ông chủ nổi giận rồi." Cố Bạch kiếm cớ nói, "Chỉ là quá mệt mỏi, ngủ quên." Cố Bạch nói chuyện, văn phòng đối diện mở cửa, một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. "Cố Bạch, cậu đến văn phòng một chút." Nghe được thanh âm này, các đồng nghiệp đều có chút ve lạnh như cấm, lập tức làm bộ nghiêm túc làm việc. Vương Vũ ném cho Cố Bạch một ánh mắt tự cầu nhiều phút. Cố Bạch đứng dậy đi về phía văn phòng, gõ cửa, sau đó đi vào. Trên ghế làm việc ngồi một nữ nhân khoác tóc gần sống, nửa người trên mặt váy lụa trắng, nửa người dưới mặt váy bó mông cộng thêm tất chân màu đen. Trang điểm tinh xảo, thân thể đẩy đà, thành thục tri thức. Cô chính là ông chủ của Cố Bạch, Chu Vận. Bình thường đi làm ăn mặc phi thường thời thượng, chính là cảm giác của nữ cường nhân đô thị hiện đại luôn nghiêm mặt, đối với ai cũng lạnh như băng. Giờ phút này cô đang bắt chéo chân, lạnh lùng nhìn cố bạch, đùi đẹp dưới tất chân tờ đen không hề tì vết, rất có cảm giác thiệt. Tính danh Chu vận Thuộc tính Vàng Bảo rương trước mắt Một phiếu mua sắm xa xỉ phẩm hạng mức là 30 vạn Tiến độ hiện tại Cảm xúc không 30, Bảo Rương nói rõ lúc trước đàm phán tốt một lần hợp tác, ngày hôm qua bị công ty khác dùng không vẽ vang thủ đoạn cướp đi, chu vận đang ở trong tức giận, giờ phút này lại nhìn thấy công ty nhân viên đến muộn. Sao hôm nay lại trễ? chu vận nhìn chầm chầm cố bạch, mặt không chút thay đổi chất vấn. Cố bạch thản nhiên trả lời. Ngủ quên rồi. chu vận phẫn nộ năm. chu vận phẫn nộ ba. chu vận lạnh lùng nói. Ngủ quên ngươi còn có tâm tình ngủ. Ngươi khai phá áp, khách hàng phản ứng xuất hiện bút, yêu cầu nhanh chóng chữa trị, thúc giục ta đau đầu, ta còn có tâm tình ngủ. Đến muộn 2 giờ, coi như bỏ bê công việc một ngày, hôm nay tiền lương toàn bộ khấu trừ, trở về đi. Cố Bạch nghe Chu Vận nói. Được, cảm ơn Chu Tổng, hôm nay tôi không đi làm. Nghe được Cố Bạch nói, Chu Vận ngồi thẳng người, ngực đặt ở trên bàn, thật cực kỳ có cảm giác áp bách giận dữ vỗ bạn làm việc một cái ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa vốn là chu vận hôm nay tâm tình cũng rất không tốt kết quả cố bạch còn dám đến muộn một trễ chính là hai giờ sau khi đến muộn còn rất đúng lý hợp tình khiến cho nàng càng tức giận chu vận không vui tám chu vận phẫn nộ năm cố bạch nhìn biểu tình phẫn nộ của chu vận khí định thần nhàn kéo ghế ra ngồi xuống buông tay nói nếu chu tổng ngươi tính ta bỏ bê một ngày, trừ ta một ngày tiền lương, vậy ta làm gì còn đi làm? Đó là quy tắc và quy định của công ty, luôn luôn như vậy. Anh bất mãn với tôi sao? Hay là nói, anh không muốn làm nữa? Chu Vận lạnh lùng nhìn Cố Bạch, lên tiếng uy hiếp. Chu Vận không nghĩ tới, Cố Bạch một người làm công cũng dám ngỗ nghịch cô. Chu Vận cảm xúc tiêu cực ba. Cố Bạch lơ đến trước lời uy hiếp của Chu Vận, nhẹ nhàng nói. Chu Tổng, chúc mừng anh, nói đúng rồi, tôi đích xác không muốn làm nữa. Tôi từ chức. Cố Bạch vốn là có không muốn làm ý nghĩ, dù sao đã tay cầm hệ thống. Đêm qua, Cố Bạch đã nhập sổ 85 vạn. Làm công. Tiếp tục làm nông dân khổ bức. Một tháng vất vả đến chết liền kiếm được hai vạn. Cố Bạch đã không cần theo khuôn phép cũ đi kiếm một phần tiền vất vả này hắn đã bắt đầu đi lên một con đường đi tới đỉnh cao của nhân sinh ps quy cầu hoa tươi đánh giá phiếu quy cầu hết thảy số liệu ủng hộ chương 10. một đầu thị trường chứng khoán tin tức ta thật đáng chết a à, bạn đang nghe tại truyện chấm audio hôm nay trên đường đi làm cố bạch cũng đã có ý định từ chức nếu chu vận chủ động nói ra cố bạch vừa lúc mượn sườn núi xuống lừa trực tiếp từ chức lúc trước cố bạch sở dĩ không đổi nghề cũng là bởi vì không có sức mạnh hiện tại hệ thống cho hắn sức mạnh đương nhiên còn có một nguyên nhân tuy rằng tính tình chu vận kém một chút nhưng tiền lương cùng tiền tăng ca cũng không ít hơn nữa một mỹ nhân băng giá làm ông chủ còn có thể qua mắt nghiện tâm tình tiêu cực của chu vận năm chu vận trừng mắt nhìn cố bạch ngực phập phồng cố bạch ngươi đang uy hiếp ta tôi trừ tiền lương của anh thì anh tự chức. Chu Vận khó chịu, ba. Chúc mừng người chơi, Chu Vận tâm tình, 30, 30, đã hoàn thành. Một trương hạng mức là 30 vạn xa xỉ phẩm mua sắm phiếu tiêu phí đã để vào kho hàng, xin chú ý tra thu. Cố Bạch nhìn thoáng qua đỉnh đầu Chu Vận, chờ mong sẽ tiếp tục quét bảo rương. Hiển nhiên nàng không phải cô gái bảo tàng Cố Bạch muốn, có chút mất mát. Cố Bạch lắc đầu nói. Không phải, tôi thật sự không muốn làm. Nếu Bảo Trương đã đánh xong, Cố Bạch cũng không cần phải nói một ít lời khiến Chu Vận rất tức giận. Chu Vận nhìn Cố Bạch, muốn từ trên mặt Cố Bạch nhìn ra cái gì. Nhưng nàng không nhìn ra cái gì, ngược lại đầu không hiểu sao nghiêng một chút. Cố Bạch lúc trước có đẹp trai như vậy sao? Sao trước đây không phát hiện? Sắc mặt Chu Vận hòa hoãn một chút, mở miệng nói. Tôi có thể không trừ tiền lương của anh, nhưng lần sau không được lấy ví dụ chu vận cũng bình tĩnh một chút năng lực làm việc của cố bạch cũng không tệ lắm cũng không phải nhân viên đâm đầu đi làm cũng tương đối cần cù chăm chỉ hiện tại cố bạch đột nhiên từ chức một lần nữa tuyển người cần thời gian còn không nhất định có cố bạch dùng tốt chi phí nhân công và thời gian lãng phí quá cao một lần nữa tuyển một người không bằng tiếp tục dùng cố bạch có lời cho nên nàng thử thăm dò nói cố bạch cười cười nói chu tổng tôi thật sự muốn từ chức chu vận đặt tay lên bàn nhìn cố bạch lại hỏi có phải cậu đã tìm được nhà rồi không lời này đồng dạng cũng là thăm dò không phải bởi vì trừ lương đột nhiên từ chức vậy cũng chỉ có thể là muốn đổi nghề hoặc là muốn tăng lương cố bạch lắc đầu không có chỉ là đột nhiên muốn nghỉ ngơi một chút nói đến nước này chu vận lại giữ lại cũng không có ý nghĩa vô luận là nguyên nhân gì cố bạch đều là ý đi đã quyết chu vận tựa vào ghế khoác tay nói em biết rồi đi bàn giao công việc viết đơn từ chức tới đây sau đó đi tại vụ lĩnh lương tháng này được sau đó cố bạch liền đi ra ngoài viết đơn từ chức vương vũ ở một bên nhìn thấy nhìn không được kinh ngạc khuyên cố bạch nói đừng xúc động không phải trừ một ngày tiền lương không phải đại sự gì tuần trước tôi cũng bị trừ tối nay tôi sẽ mời cô ăn tối cố bạch cười nói anh vương anh sợ em đi rồi giao toàn bộ công việc cho anh đi vương vũ gãi mái tóc thưa thớt của mình em coi như để lại cho anh mấy sợi tóc đi cố bạch em sợ tiếp tục làm nữa giống như anh em cũng hói đầu vương vũ không mang theo công kích cá nhân cố bạch bàn giao công việc thu dọn đồ đạc, sau đó đem đơn từ chức giao cho chu vận, ký hiệp nghị từ chức, sau đó lấy tiền. Cố Bạch sau khi tạm biệt đồng nghiệp liền một mình rời đi. Một ít vật nhỏ Cố Bạch liền để thùng rác dưới lầu, không cần nữa. Cố Bạch liền mang theo một cái máy tính rời đi. Cố Bạch nhìn đồng hồ một chút. Mới 11 giờ rưỡi, bụng không đói, vừa ăn sáng không lâu, có thể tìm người quét bảo rương. Cố Bạch lựa chọn tàu điện ngầm trở về. Bởi vì tàu điện ngầm nhiều người, nói không chừng sẽ gặp phải người có bảo rương. Cố Bạch lựa chọn tuyến số 2, bởi vì là tuyến có nhiều người nhất, rất nhiều tuyến đều cần lên tuyến số 2 đổi tuyến. Cố Bạch vào ga tàu điện ngầm liền bắt đầu quét về phía đám người. Tên Hồ Phóng, thuộc tính Đồng thau Bảo rương hiện tại Một chiếc xe điện Yamaha Tên Lâm Sông Tuyết, thuộc tính đồng thau bảo rương trước mắt. Một quả táo 13 di động. R.E.F.E.R.E.N.C.E.S. tên bản tham chiếu, thuộc tính. Đồng thau bảo rương trước mắt. Một vạn đồng bảo hiểm dưỡng lão. Tàu điện ngầm không hổ là lưu lượng người nhiều, rương báo cũng không ít. Thế nhưng, đều là đồng thau, hơn nữa cách cố bạch rất xa. Mọi người đều vội vã, làm sao có thời gian nói chuyện với người lạ. Cố Bạch đi thử đáp lời, đều thất bại. Sau đó Cố Bạch ngồi lên tàu điện ngầm, rất nhiều người. Cố Bạch chỉ có thể đứng. Cố Bạch nhìn một vòng cũng không có phát hiện có bảo rương, sau đó liền mang tai nghe nghe nhạc. Một trạm lại một trạm, người đến người đi, Cố Bạch cũng không phát hiện có bảo rương. Mười phút sau, Cố Bạch bị người chen chút một chút, sau đó không cẩn thận dẫm lên chân một người. Cố Bạch đang muốn quay đầu xin lỗi người ta, nói tiếng ngượng ngùng. Quay đầu lại, cô Bạch liền nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô tóc đen như thác nước, mấy sợi tóc đen trên trán, chẳng những không lộ vẻ hỗn độn, ngược lại còn có loại cảm giác duy mỹ khác. Nàng thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Mắt to, sống mũi cao thẳng, môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn bôi sau môi mỏng manh, rất là thanh thuần. Trên người còn mặc một bộ váy bó mông, dáng người nôn mửa hấp dẫn, eo nhỏ chân dài đúng là một cô gái vô cùng xinh đẹp lúc này cô thấy cố thu không có ý xin lỗi trừng mắt nhìn cố thu đó không phải là vấn đề vấn đề là có một kho báu trên đầu cô ấy tên ninh mông thuộc tính bạch kiên bảo rương trước mắt một tin tức thị trường chứng khoán tiến độ hiện tại cảm xúc không 50, bảo rương nói rõ Ninh mông hôm nay cực kỳ xui xẻo, buổi sáng rời giường muộn, sau khi ra ngoài 3 phút, đang chuẩn bị vào trạm tàu điện ngầm, phát hiện mình quên mang điện thoại di động, chạy về sau phát hiện mình chìa khóa cũng quên mang. Tìm chủ nhà mở cửa, bắt taxi đi làm, xe bị người chen ngang, đi làm còn muộn, khách hàng còn có trách cứ chính mình, trừ một ngày tiền lương. Tâm trạng ninh mông rất tệ, vất vả lắm mới đi làm bắt cá đến trưa. Cô đã muốn buổi trưa ăn một phần mỹ thực để thay đổi tâm tình, kết quả ở trên tàu điện ngầm còn bị giảm một cước. Đây là đôi giày mới của cô ấy. Cái này còn chưa tính, mấu chốt nam sinh này nhìn mình một cái, cương nhiên không xin lỗi, liền quay đầu đi. Đây là cảm thấy mình dễ khi dễ sao. Ninh mông không nhìn được chọc chọc cánh tay cố bạch, sau đó thở phì phò mắng. Này, ngươi cầm sao? Đạp lên người khác sẽ không xin lỗi. Cố Bạch tháo tai nghe xuống, gật đầu. A, à, A à ba, A à ba. Cố Thu làm bộ rất sốt ruột, sau đó chỉ chỉ miệng mình. Sau đó Cố Thu vừa ấy nấy ra dấu, vừa cúi đầu. Ninh Mông ngây ngẩn cả người, mở to mắt, toàn bộ quá trình đều trầm mặt. Ninh Mông ấy nấy, mười. Ninh Mông hối hận, tươi mười. Ninh Mông muốn khóc, tươi mười. Sau đó Ninh Mông kịp phản ứng, vẻ mặt ấy nấy, cảm giác muốn khóc lên. À, cái đó, thật ngại quá, tôi. Tôi không biết. Cố Bạch. A ba. A ba. Ninh Mông hối hận với năm. Ninh Mông muốn khóc với năm. Lúc này ánh mắt của những người khác trên tàu điện ngầm cũng đều nhìn qua, Ninh Mông cảm giác mặt nóng rát, muốn tìm khe hở chui vào. Bởi vì Ninh Mông dường như có thể cảm nhận được bọn họ muốn nói gì. Người ta một người câm, không phải giảm một cước. Tiểu cô nương sao không khoan dung một chút? Sao lại có người như vậy a? À? Khi dễ một tên câm, Ninh Mông tự an ủi mình trong lòng. Không sao, em chỉ hung dữ với anh trai này một lần, em cũng xin lỗi, lần sau chú ý là được rồi. Lúc này, tàu điện ngầm đến ga, Ninh Mông cũng bất chấp đây không phải trạm mình muốn xuống, trực tiếp chạy xuống xe. Ninh Mông sau khi chạy ra khỏi xe. Em thật sự phục rồi vừa rồi sao em có thể nói như vậy? Nước mắt, dịp gờ, ninh mông ấy nấy, một. Chanh hối hận, b một. Chanh muốn khóc, hai. Cố bạch ngây ngẩn cả người. Tiểu tỷ tỷ, bảo rương của ta còn chưa quét xong a. À. PS Sách mới cầu ủng hộ, mỗi 300 phiếu đánh giá thêm càng một chương, mỗi hai nghìn hoa tươi thêm càng một chương.